Còn gì đâu anh ơi, khi từng kỷ niệm ngạt ngòa thao thác năm mong chờ. Về đâu đêm tối khi bóng trăng ngày tan theo làn mây. Ông khoai ơi, cầm rau muống về mà luộc này. Huy, sáng đã đi đào hết mấy luống khoai kia chưa? Mà tóc mỡ tóc hành, suốt ngày múa với máy đau hết cả mắt. Kênh tóc tóc của mình hôm nay được thêm mấy chục người đăng ký nữa rồi đấy, đang lên hương đấy. Mà bài này đang sốt sồn sồn trên mạng ấy, tôi bắt tên chút xíu cho nó được nhiều view thôi. Sốt cái gì mà sốt, bao nhiêu đồ mà sốt? Tôi không biết đâu, nhưng thấy mấy anh FA này, mấy chú này, mấy ông này xem xong bài này ai cũng sốt, mấy cháu thiếu nhi cũng vậy nữa, rồi rủ nhau đi biển tắm để cho hạ sốt. Không biết các bạn đang xem top top của mình có thấy sốt vậy không? Nào nào, đưa tôi xem clip đó nào, sốt thế nào nào. Thì đây này, video này, bà xem đi. Hả? Gì cơ? Gái xinh mặc bikini rồi múa máy loạn xạ thế này hả? Thuần phong mỹ tục đâu hết rồi? Ấy, rơi hết điện thoại của tôi bây giờ. Hay thế mà bà lại chê, không biết tí nghệ thuật gì hết. Hay cái quần què, ông thấy hay không? Ông chỉ được cái thấy gái là sướng hết cả mắt. Ông không thấy là nó chỉ có miếng vải bé xíu thế này che thân hả? Ô nhục, ô nhục. Bà lỗi thời quá, thời đại này là thời đại 6.0 rồi. Bà phải suy nghĩ cho thoáng lên. Chúng mình là thời đại đi trước, còn tụi nó con trẻ lớn lên bây giờ nó phải thế thôi. Khác cái mẹ gì, đồ ô hế ô nhục. Ông nếu là sau này có cho thằng tí con trai ông cưới cái loại đấy không thì đó là kinh nghiệm của người ta rồi. Người ta làm bốn phương còn chừa một phương sau này để cưới chồng nữa chứ. Bốn phương cái gì, trên mạng xã hội là ngàn phương ấy mà. Cái loại đó ấy, sau này có đập mặt xây lại ô hế lắm, có trăm lần cũng không hết được vết nhơ. Thời đại bây giờ họ chỉ quan tâm tới đồng tiền thôi, danh dự là cái gì. Nếu mà nhiều tiền ấy họ cũng làm, mà cứ gây trò lố lăng lố bịch thì lại được nhiều người coi, lại được lắm tiền. Cứ gây trò lố lăng lố bịch thì lại được nhiều người coi, lại được lắm tiền. Tiền thì chết có mang theo được đâu, sống sao cho trọn đời đẹp đạo thôi, rồi sống vì đồng tiền cho lắm vào, rồi có ngày dư âm ăn cho đủ. Vậy mà bà khi nào cũng tiền tiền. Đúng, tôi cũng vì đồng tiền đấy, tôi cũng sống vì tiền đấy. Nhưng tôi chỉ mưu cầu đủ cho cái gia đình bé này thôi. Còn nếu mà tôi vì đồng tiền đấy, tôi bỏ ông lâu rồi. Ây, thì tôi sai đấy, xin lỗi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ nhắc đến tiền trước mặt ông nữa nhé. Cái gia đình này, ông tự mà lo đi. Thôi mà, xin lỗi mà. Tôi cũng đang lo này, lo nhiều lắm nữa này. Cái đồ ông mà lo được cái gì, lo được cái gì nào? Tháng trước tiền học cho con thiếu, suýt nữa không được lên lớp, rồi không được thi, rồi ông lo thế nào, lo như thế nào nào? Mấy cái ông hiệu trưởng nhà trường nó dọa đấy, năm sau đóng cũng được mà. Đóng vào cái đầu ông ấy. Tôi cũng lu bu quá nên quên mất, mà tôi có thấy con nó nhắc nữa đâu. Nhắc cái gì, tôi đưa tiền cho thằng tí nó đóng rồi, nó mới để cho cái gia đình này yên chứ, rồi nhà trường mới cho nó thi đấy chứ. Thế à, thế thì tốt quá rồi. Mà bà vay ở đâu thế? Tôi cũng lên nhà thằng Vanh vay rồi, nhưng mà nó cũng không có tiền. Rồi sang nhà cụ đội vay, mà kín cổng cao tường, chó sủa, hình như có người trong nhà ấy, nhưng nghe tiếng tôi, không ai ra mở. Cái gì cũng đến tay con này, chạy vậy khắp nơi, từ làng trên đến xóm dưới. Thôi thì cố gắng lên, mai mốt có tiền rồi không phải chạy vậy nữa đâu. Mà bà vay ai thế? Trong cái xóm nghèo này, nhà ai tôi cũng đến hỏi rồi, nhưng cái độ uy tín của ông nó ở dưới đáy bùn ấy, không ai cho vay hết. Phải nhục mặt rồi vác mặt tới người yêu cũ là ông thương vay tiền đấy. Gì cơ? Sao bà lại không ra xóm hạ hay là sang nhà ngoại vay, mà bà lại phải ra tới chốn đó, sang đó để gian gian díu díu mập mờ hả? Mày nói cái gì đấy quay? Mày không thương cho vợ mày thân cò lặn lội rồi còn tách mắt thế này thế kia hả? Tôi chỉ yêu bà nên ghen ghen chút thôi. Ừ, con mắm này đã phải dùng cái mặt mo này đến đó vay tiền. Sao lúc đó mày không đi cùng tao để thấy cái cảnh nhục nhã đấy? Thôi, tôi sai rồi. Tôi cũng biết cái cảnh đi vay tiền mà. Người ta giả biểu, khinh bỉ mình lắm. Thế sao mày còn thái độ với tao? Tại tôi ghen ấy mà. Thôi tha lỗi cho tôi tách nhầm bà. Bây giờ có tiền đóng học cho con là vui mừng lắm rồi. Ẩn sâu mà còn thế nữa thì xác định ngay chưa? Ừ, em yêu à, thôi nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh có tròn mấy củ khoai bở, cho thêm ít muối, luộc lên nó xé vỏ ra, nhìn ngon lắm. Ngon cái gì mà ngon, ăn khoai để chống đói thôi. Mà cầm rau vào luộc này. Mà thằng Tí đi đâu rồi? Tí ơi! Ở nhà, thằng Tí này nó đi đâu từ lúc nãy đến giờ mà không thấy nhỉ? Tí ơi! Tí ơi! Để ăn cơm! Có con vợ với thằng con trai thì phải yêu chiều ngó ngang nó chứ. Suốt ngày tóc mỡ tóc hành, nó đâu rồi, mau đi kêu nó về, nhanh lên! Giết chờ mẹ đạp! Chỉ được cái định vợ là không ai bằng thôi.